짜가 나빼야. 아니 씨, 혼이야. 你能办学到？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 
Xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch và series nhà hai vợ chồng trẻ. Và hôm nay là một ngày rất vui. Nó là những ngày cuối cùng nhất để hoàn thiện ngôi nhà này rồi. Thì trong suốt thời gian qua, quý cô bác, anh chị luôn luôn theo dõi và ủng hộ, góp ý. Tam Giác Mạch xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi người. Và để xem những cái tập cuối cùng nhất của ngôi nhà thì đừng quên bấm nút đăng ký và chia sẻ lan tỏa lên mạng xã hội để ủng hộ Tam Giác Mạch nhá. Đây thì hôm nay đang chuẩn bị lợp mái rồi mọi người ạ. Rất vui thật sự. Trong suốt hơn 3 tuần vừa qua thì nắng mưa, bụi bặm mọi thứ đều đồng hành với nhau. Và đến ngày hôm nay thì là ngày tuyệt vời nhất rồi. Gần như là hoàn thiện căn nhà rồi. Đây thì đang chuẩn bị những cái đinh để đóng tấm lợp. Đinh này thì mình chuẩn bị đinh 15 phân cho nó dài và nó chắc chắn. Khi mà đóng vào cái xà này thì nó sẽ rất là chắc chắn. Tận dụng những cái lốp xe máy nó đã bỏ đi ấy. Cái ngắn là để đóng ở đâu chú? Cái ngắn. Mỗi bên sẽ là 3 tấm và 3 nhân 9, tính ra 9 hàng, 3 tấm thì sẽ lấy vào 27-30 tấm. Tóm lại là cứ phải lợp xong thì mới biết được cụ thể là hết bao nhiêu tấm lợp. Cẩn thận ơ. Lệch rồi. Đấy, đúng rồi. Đấy. Ra thì đây cũng không phải là căn nhà đầu tiên mà Tam Giác Mạch đồng hành cũng như là kết nối ủng hộ. Trước kia thì cũng đã làm cho nhà chú Nhiệt Cái một cái. Tuy nhiên thì ở căn nhà đó thì Tam Giác Mạch chỉ giúp đỡ được một phần. Bởi từ khi mà chia sẻ thì nhà chú Nhiệt Cái đã khởi công mất rồi. Cho nên chỉ giúp được một phần. Và đây là lần thứ hai mình cảm giác có cái cảm giác giúp đỡ được người khác và nhờ sự ủng hộ của các mạnh thường quân. Mình là người cầu nối đã giúp đỡ được bà con ở trên này. Lần thứ hai lập cái mái, cảm giác nó rất là vui mọi người ạ. Đấy. Thì công lớn nhất là thuộc về tất cả quý mạnh thường quân ở khắp nơi đã cùng nhau bỏ công sức tiền bạc ra để ủng hộ. Và Tam Giác Mạch chỉ là cầu nối để hoàn thiện và giúp đỡ được căn nhà. Một điều rất tuyệt vời. Một tấm sẽ là đóng hai cái đinh cố định như này.
Nay thì đã có thêm vài thanh niên đến để trợ giúp. Đấy. Này, mấy thanh niên này là bạn của anh Cho. Chín hàng không hết, phải 10 hàng đấy. Mười một anh. À, 11 × 3 = 33, 66. Mình mua 75 tấm là dự trù làm bếp nữa, chắc cũng thừa khoảng 5 tấm. Bếp cho hết khoảng 6 tấm. Đấy. Tại vì là đường đi rất là xa, từ đây ra đến chỗ khu vật liệu là mấy cây cơ, mà đường rất khó, cho nên là mình cứ mua dự trù thừa khoảng 5 tấm thì nó sẽ biết đâu đấy. Nếu thiếu thì rất là khó để vận chuyển, bởi vì không đủ chuyến thì xe người ta cũng không chuyển. Không lạnh anh Cho? Không lạnh, chỉ no là. Kể ra mà có điện ấy, thì mình lợp tôn thì rất là tốt luôn. Mình lợp tôn là mình lấy cái nước tôi uống được, còn cái nước này thì không thể uống được. Tất cả tấm lợp này là cô Dự đã tài trợ, như trong các video trước Tam Giác Mạch chia sẻ ấy. Thì trước khi khởi công, mới bắt đầu đến chia sẻ thôi, thì cô Dự cô cũng đã đặt vấn đề rồi. Cô Dự đồng hành với Tam Giác Mạch khá là nhiều. Mới đặt vấn đề là sẽ xây nhà thôi, thì cô Dự đã nói ngay là cô sẽ tài trợ toàn bộ phần mái lợp. Không biết nhiều hay ít, cô sẽ tài trợ hết. Đấy, cho nên rất là quý. Mỗi người một viên gạch, mỗi người một bao xi măng. Đến hôm nay thì cũng đã hình thành được cái ngôi nhà rồi. Đấy là một cái điều rất tuyệt vời. À, trên kia là dùng đinh nhỏ à? Đinh nhỏ. Phải cố định một chút thôi nhỉ. Còn cái chỗ cái mặt úp xuống thì mình đóng đinh to đúng không? À. Đây, cái phần đầu trên kia là sẽ đóng đinh đinh 7. Tiến độ làm rất là nhanh. Các anh thì hôm nay đáng lẽ là có một cái đám cưới, tuy nhiên thì các anh đã hoãn lại, không đi ăn đám cưới nữa mà ở lại để hoàn thiện ngôi nhà luôn cho nó sớm, bởi vì thời tiết ở trên này thì đấy, quý vị thấy rồi, bên kia vẫn còn đang sương mù răng lối luôn, kín luôn, không biết là nắng mưa nó thất thường thế nào, nên là cứ đẩy nhanh được tiến độ là cái điều quý rồi. Thấm thoát là cũng được hơn 3 tuần từ khi đào móng rồi. Đấy, nếu mà quý vị nào mà có theo dõi ấy, từ đầu ấy, thì sẽ biết được ngay. Không phải sẽ chẳng lẽ không cần phải lộ.
ở đây thì không kiêng kỵ, cho nên là vẫn cứ lợp mái trước, sau đó là xây bếp và láng nền, là hoàn thiện cửa, sau đấy là vào nhà mới sau. Lúc đấy là đun bếp ở trong nhà để cúng bái gì đó rồi là gọi tổ tiên về ấy, sau đấy lên nhà mới luôn. Thế nên là cũng rất là tiện. Còn nếu mà bây giờ mà để mà láng nền rồi các thứ mới lợp mái thì nó sẽ rất là bất tiện. Cho nên là vẫn phải hoàn thiện cái phần cứng đã, sau đó thì mới lên nhà mới. Thật ra thì nhìn từ xa thì cũng ra gì đấy mọi người ạ. Bởi vì mình lên tít trên nương này để có những cái góc nhìn xa nhất cho mọi người thấy được cái thành phẩm của tất cả các mạnh thường quân ủng hộ.
cả này đi. Ô, chỗ vừa là hơi bị lõm tí nhỉ? Chỗ đấy cây hơi bị lõm tí. Hay là đang ngồi nó bị trũng xuống đấy. Nhanh đúng không? Chứng tỏ lợp là nhanh. Khoảng 2 tiếng. Nhìn mình rất là khiếp. Cho vào cây chuối như này thì để cho lên nóc thì nó sẽ dễ kiểm soát hơn. Còn cho vào túi thì nó cồng kềnh nên nó hay rơi. Đấy. Làm thành một băng như này thì thoải mái, dùng cây nào rút cây đấy. Đây là cái sự sáng tạo của anh Thọ, anh Thùng. Đấy. Cẩn thận nha, cho xuống bên dưới em, cái mặt nhăn nhăn cho xuống bên dưới. Dưới nữa em ơi. Nhìn thế mà đoán chuẩn phết nhỉ.
cho thêm một cái nữa. Tấm kia thì hơi to đấy nha. Cẩn thận nha, mọi thứ phải diễn ra hết sức bình tĩnh. Rồi đúng rồi, thế thì chuẩn rồi. Đẹp tuyệt vời luôn. Khít luôn. Đúng rồi đấy. Ui sao nhiều xà phòng thế. Mấy đẻ vào nếp quá.
Ui vỡ rồi. Không được đâu. Không thể vội được đúng không? Đấy đúng rồi, gạch là anh cứ xây bằng cái đấy luôn. Đúng rồi, mình cứ tính mặt ngoài gạch luôn, chứ không thể tính mỗi cái lòng bên trong được. Đấy, đấy. Ôi vỡ, thay luôn cái tấm đấy đi Phư ơi, thay luôn cái tấm đấy đi, thay cái tấm này vào, bởi vì tấm lợp mình có thể thừa khoảng 5 tấm mà. Thay đi. Lấy cái tấm này Phư ơi, cứ thay đi, làm mình làm phải đẹp chứ. Bây giờ cả ngôi nhà mình làm cẩn thận rồi, còn mỗi cái tấm này mình lại không làm cẩn thận không được. Em quay cái đầu đinh lên phía trên kia bị xịt rồi. Dưới nữa cơ. Dưới nữa. Không, đóng hẳn xuống dưới một phân nữa đi. Ờ.
Rồi. Thiếu giàn giáo là phải thế đúng không? Bắt đầu mát dần rồi, tối dần rồi. Khi mà đã lợp xong là khác ngay. Lúc mẹ không vừa. Tay xe. Cái tiếng này là giống tiếng giấy của em này. Tiếng giấy của em tay xe cũng là thoải mái. Do mà. Đúng không? Phương thấy đúng không? Sang bên xôn người giấy là em biết rồi. Đi một tí rồi. À, mẹ uống là được rồi. Thế là nhiều rồi. Anh Lúa ơi, phải đóng một cái đinh ở đây không thì nó lăn đấy. À, hiểu rồi. Mà cái đấy có chắc không đây? Làm là phải an toàn đấy nhá. Đang nhấp cái tấm bồ lại bấm một cái thì nói thì vẫn nói, nhưng mà có phải là nói là nó bị luôn đâu, đúng không? Rồi, cố định là xong.